kính chào quý vị khán giả. Các điểm du lịch ở Tây Nguyên trong những ngày tới đều có thời tiết khá tốt, trời chủ đạo là nắng. Quý vị có thể thỏa sức thực hiện kế hoạch tham quan, vui chơi ngoài trời. Trung Bộ thì khả năng có mưa to vào cuối tuần này. Còn trong ngày mai, nắng trải đều khắp miền Trung, các thành phố từ Thanh Hóa đến Quy Nhơn, nhiệt độ vừa phải, tiết trời dễ chịu, 27 đến 29 độ. Nha Trang, Phan Thiết thì hơi nóng buổi trưa, nhiệt độ cao nhất là 32 độ. Tại Khánh Hòa, dự báo mưa to sẽ xuất hiện vào cuối tuần này, đầu tuần sau. Các ngày khác trời nắng ráo cả ngày, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của quý vị. Những hôm trời nắng đẹp, quý vị có thể lên lịch trình tới Vịnh Vân Phong. Nơi đây từ lâu là điểm đến hấp dẫn của du khách thích du lịch trải nghiệm, khám phá. Đến đây, ngoài cơ hội đắm mình trong làn nước biển trong xanh, du khách còn có thể thuê thuyền ra các đảo lớn nhỏ nằm trong vịnh, tham quan và thưởng thức hải sản được ngư dân trực tiếp đánh bắt hoặc là nuôi trong các lồng bè ở vịnh. Chuyển sang thời tiết Tây Nguyên Nam Bộ, hai khu vực này ngày mai trời nắng, các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa nhờ lợi thế địa hình, tiết trời dễ chịu, nhiệt độ cao nhất không quá 29 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vĩnh Long, Cần Thơ, nhiệt độ cao nhất là 30 đến 34 độ. Về chiều tối, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa dông. Tới Đà Lạt dịp này, thời tiết khá lý tưởng cho hành trình của quý vị, bởi dự báo trời chủ đạo là nắng, mưa có chăng xuất hiện thoáng qua về chiều tối, chủ nhật tuần này và thứ hai tuần sau. Về nhiệt độ, giữa trưa cao nhất là 23 đến 25 độ và thấp nhất về đêm 14 đến 16 độ, trời rét. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết 7 ngày tới có trạng thái tương tự nhau. Thời gian phù hợp cho các chuyến tham quan du lịch sẽ là từ sáng tới trưa khi trời có nắng. Dự báo mức nhiệt cao nhất là 32 đến 34 độ. Tuy nhiên, du khách đừng quên mặc áo dài tay, đội mũ rộng vành, đeo kính râm để tránh tác hại từ tia cực tím tới mắt và da. Bởi dự báo chỉ số tia cực tím trong 7 ngày tới ở mức 8 đến 9, mức gây hại rất cao. Còn về chiều tối, dự báo ngày nào cũng có mưa, có ngày mưa kèm dông gió mạnh và sấm sét. Trở ra thủ đô Hà Nội, thời tiết 7 ngày tới chủ yếu vẫn là trạng thái ngày nắng đêm sương. Dự báo mức nhiệt cao nhất là 26 đến 28 độ, về đêm là 16 đến 20 độ. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở mức 9 đến 11 độ. Quý vị chú ý chuẩn bị trang phục phù hợp để giữ sức khỏe, mặc nhiều lớp áo đều dễ dàng cởi bỏ vào buổi trưa khi mà trời ấm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.